Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi đầu xuân năm mới Giáp Thìn được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Chúc xuân năm mới, một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời. Chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác. Vận trình tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két trong thời điểm sắp tới đây. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, nhắc đến nghèo khổ thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy ám ảnh và khiếp sợ. Tuy nhiên, khi được biết trước vận mệnh thì lại rất ít người chủ động tìm hiểu để phòng tránh tai ương, hiểm họa bởi tâm lý chủ quan, đến đâu hay đến đó. Mà nhiều người lâm vào đường cùng, túng quẫn, muốn trốn chạy cũng không kịp, để rồi những tháng ngày về sau, phải chịu đựng đủ điều, sống chìm ngập trong khổ ải trần gian. Đến nước này thì chỉ có số ít người phúc dày mệnh lớn lắm mới có thể đi qua được sóng gió, đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy phải làm sao để đón lành tránh dữ, đi tới bến bờ bình an đây? Thưa quý khán giả, có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được. Ngược lại, thời vận may mắn đến. Nếu có điều gì thuận lợi cho mình thì quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt, nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân thì cũng không thể cản nổi. Theo những bậc thầy tử vi phương Đông, họ dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì thấy được duy nhất trong năm 2024 này, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 may mắn được rất nhiều phúc tinh chiếu mệnh, thần tài che chở mà ban cho vận may bất ngờ và được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà phất lên như diều gặp gió. Vậy, vận may nào sẽ đến với người tuổi Tân Sửu? Làm sao để tận dụng triệt để các cơ hội băng tới? Tất cả những điều này đều sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi thời điểm sắp tới đây của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Tân Sửu 1961 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu, tức con trâu, là con giáp đứng ở vị trí thứ hai. Theo quan niệm của Tử Vi phương Đông, những người sinh ra trong năm Tân Sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng là những con người hướng nội, không thích khoa trương, dù tài giỏi hay giàu có đến đâu. Họ cũng ứng xử rất khiêm nhường. Tuổi Tân Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo. Tân Sửu là người có tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tin con trâu không bao giờ hoảng loạn. Khi đối mặt với khó khăn, họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ. Vì thế khi đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp thích thực hành thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp, lại có nghị lực phi thường, nên Tân Sửu không hợp làm những công việc lặng lẽ, họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Sửu vốn vất vả vì mang bản mệnh linh vật con trâu, nhưng điều này là vô căn cứ. Người tuổi Tân Sửu sở hữu rất nhiều tính cách tốt, ưu điểm của họ cho thấy sự tốt bụng, giúp họ được mọi người xung quanh yêu mến. Người này giàu lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm của họ đến từ tấm lòng bao dung của mình, chứ không phải từ nỗi sợ hãi, sức mạnh hay địa vị của người khác. Họ thậm chí còn thông cảm với những người yếu thế và kém may mắn hơn mình. Tuổi Tân Sửu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và ngược lại, người tuổi Tân Sửu cũng thường xuyên gặp được những người tốt,
sẵn sàng giúp đỡ mình. Ngoài ra, họ luôn có sự chân thành và đối xử tử tế với người khác. Họ khiêm tốn và không bao giờ tự cao, tự đại. Họ luôn biết ơn những điều họ nhận được trong cuộc đời này. Thực ra, người tuổi Tân Sửu mang tiếng vất vả hơn các con giáp khác, cũng một phần vì bản tính hiền lành, nhút nhát và sự cứng đầu của bản thân. Người tuổi Tân Sửu yêu truyền thống và tôn trọng khuôn khổ. Họ không thích vượt ra khỏi các ranh giới mang tính luật lệ. Điều này cho thấy họ là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng cũng là điểm yếu, cản trở họ phát huy sáng tạo. Nếu một người không nhạy bén, cập nhật xu hướng mới, thì sẽ rất khó thích ứng được với những thay đổi mới của thời đại. Cũng chính vì ôm ấp vòng tròn an toàn quá lâu mà người tuổi Tân Sửu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Thế nên, tuổi trẻ của tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả là vì vậy. Nhưng nếu tuổi Tân Sửu nới lỏng được nguyên tắc, chậm mà chắc, làm đến đâu chắc ăn đến đó, thì họ sẽ sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi thời vận đến, năng lực trong tay, thì người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể đổi đời, gặt hái được nhiều thành công, tiền tài rộng mở. Nữ mệnh Tân Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Nam mệnh Tân Sửu hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, họ luôn có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực. Họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Nhìn lại quãng đường mà Tân Sửu đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Tân Sửu mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình, nên Tân Sửu mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Tân Sửu mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Tân Sửu vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Tân Sửu cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Tân Sửu sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Tân Sửu dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Tân Sửu ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Tân Sửu có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Tân Sửu cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Tân Sửu luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Tân Sửu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bộc trục, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Tân Sửu như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Tân Sửu là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài,
danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với Tân Sửu, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải chi tiết vận trình tử vi về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong thời điểm sắp tới đây, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện tài lộc, theo tử vi thời điểm sắp tới này cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Tân Sửu có điểm sáng rực rỡ, đó là kết quả tổng hòa của tinh thần nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng thử thách bản thân cũng như y tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tam hợp mang đến cho bản mệnh những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội, thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng. Là người tiên phong trong một trào lưu mới, chính vì là người dẫn đầu, nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với năng lực và đóng góp của mình, có thể xem đây là lời cổ vũ, động viên thiết thực nhất, giúp bạn tiếp tục có động lực cố gắng hơn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hãy luôn kiên định với những hướng đi của mình, kể cả khi hướng vào những khó khăn nhất thời, rồi bạn sẽ dần gặt hái được trái ngọt. Hơn nữa, bên cạnh bạn vẫn luôn có bạn bè, đồng nghiệp, người thân tích cực ủng hộ. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, theo dõi tử vi thời điểm sắp tới đây của 12 con giáp nhận thấy, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu trong thời điểm sắp tới được dự đoán sẽ có bước tiến đáng kể. Cơ hội xuất hiện, mang theo quý nhân phù trợ, bản mệnh đón vận khí đại cát đại lợi, tinh khí dồi dào, gặp may mắn trên nhiều phương diện. Công việc trong tháng không có nhiều áp lực, tiến trình công việc nhìn chung thuận lợi, gặt hái thành quả không tồi. Cũng nhờ thế, trạng thái tinh thần của những chú trâu khá thông thả. Điểm báo tử vi cho thấy, năm mệnh sẽ có nhiều lợi thế hơn cả, nhờ được Thái Dương cát tinh hỗ trợ, năng lực hành động của bạn tăng cao, con giáp này dám nghĩ, dám làm, tràn đầy nhiệt huyết. Trong công việc, bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng, dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý nhé. Nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại của bạn đấy. Có điều, bản mệnh cũng cần hết sức lưu ý, làm gì cũng cần hạn chế bớt cái tôi của mình, phải khiêm tốn, chứ đừng phô trương thái quá, hoặc tỏ ra ngạo mạn, khinh thường người khác, kẻo tự chuốc hậu quả cho chính mình. Xét về phương diện sức khỏe, xem tử vi tuổi Tân Sửu trong thời điểm sắp tới nhận thấy, tin vui là sức khỏe bản mệnh cũng không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng, nên tinh thần cũng rất thoải mái, tâm trạng vui tươi là một trong những liều thuốc bổ, duy trì sức khỏe dồi dào cho bản mệnh. Vì thế, dù trong công việc hay cuộc sống có tạo ra áp lực đến mấy, bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, điều chỉnh tâm thái bình tĩnh, bình thản đối phó. Nhưng cũng đừng vì thấy thể trạng sung mãn mà chủ quan mà lãng phí sức khỏe. Hãy biết cách nghỉ ngơi, cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất nhé. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, xem tử vi thời điểm sắp tới này cho thấy, người tuổi Tân Sửu nhờ nguyệt lệnh lâm một dục mà đời sống tình cảm của tuổi Tân Sửu sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ hay một vài chuyến đi du lịch xa, tình cảm ngày càng hòa thuận. Nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng nam, gặp tứ lục cát tinh, phương vị này cần có hoa tươi hoặc cây xanh để có thể thu hút tốt vận đào hoa, từ đó tình cảm đều hài hòa, mãn nguyện. Tiếp theo chương trình, ngay sau đây Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ đến quý khán giả những lời khuyên dành cho quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Về phong thủy trong thời điểm sắp tới. Trong thời điểm sắp tới này, tuổi Tân Sửu có phạm thái tuế không? Thái tuế thường được xem là một yếu tố quan trọng trong phong thủy, ảnh hưởng tới sự thuận lợi và may mắn của bản mệnh và gia đình. Do tuổi Tân Sửu không bị ảnh hưởng bởi thái tuế, nên người tuổi này có cơ hội tốt hơn để trải qua một tháng thuận lợi và không gặp phải những thách thức không mong muốn. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 có làm nhà, xây nhà được trong thời điểm sắp tới này được hay không?
quý bản mệnh sẽ phải đối mặt với hạn tam tai và hoang ốc. Theo đánh giá từ tử vi hạn tam tai thì đặc biệt đáng chú ý và gia chủ cần tránh xa các năm Dần, Mão, Thìn khi thực hiện các dự án xây dựng, đặc biệt là việc làm nhà. Thêm vào đó, hạn hoang ốc cũng đưa ra cảnh báo về việc làm nhà trong năm 2024, gia chủ có khả năng gặp phải ngũ thọ tử, là tình trạng từ biệt sinh ly trong gia đình. Điều này tạo nên một không khí không thuận lợi cho những hoạt động xây dựng và có thể đặt ra những thách thức đặc biệt trong quá trình làm nhà. Nhìn chung, thời gian này không phải là thời điểm lý tưởng để thực hiện những dự án xây dựng, đặc biệt là làm nhà. Việc này giúp gia chủ tránh được những rủi ro và thách thức có thể xuất hiện từ hạn tam tai và hoang ốc, đồng thời tạo ra một môi trường gia đình ổn định và yên bình hơn trong năm 2024. Ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải đợi thêm nữa, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng theo dõi luận giải vận trình tử vi chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức là tháng riêng, người này ôm trong mình hoài bão, là người có nhiều lý tưởng, cũng có tài năng hơn người, nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện. Họ là mẫu người có tài mà không có đất để dụng võ, không có người hỗ trợ, họ phải đơn thương độc mã, gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng, vì thế mà khó nên đại nghiệp. Sinh vào tháng này trong năm, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, thì đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn. Người này là người có ý chí, có hoài bão, có thể thành công, họ thương người, hay nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh phúc. Vận gia đình không nhiều, dễ gặp phải chuyện phiền phức, công việc gặp nhiều trắc trở. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 2 âm lịch. Người này có ý chí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến cao. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều, sự thành công là tấm huy chương để đảm bảo cho người tuổi này giúp họ giành được lòng tin và sự ngưỡng mộ của người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùm kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Cuộc đời của người này có mệnh quý nhân, tài lộc dư dôi, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, được nhiều người kính, có quyền có thế. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan, tiến chức, không phải chuyện gì quá xa xôi, đa phần người này đều làm nên việc lớn, vang danh bốn bể. Người này được hưởng phúc khí thông minh, đỉnh ngộ, có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, công danh vinh lợi đủ đầy, sự nghiệp nhẹ bước lên mây. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này có thể nói vận số cực kỳ tốt, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng, kính nể, họ là người có chí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người. Người này sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực, thẳng thắn, ghét sự xấu xa, giả dối. Người này phần lớn thích hợp theo nghiệp quan trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình làm nên nghiệp lớn. Người này khí chất hơn người, công danh sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thông minh tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 5 âm lịch. Người này là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ít nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở, muộn phiền. Số mệnh phú quý, người này đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông, là nhân tài trụ cột quốc gia. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch, đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức, người này tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều. Tuy học hành giỏi giang, thông minh, lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đoái thương. Nếu đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn, khi thăng, khi trầm, lên xuống bất định. Tuy không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến, thì cũng không giữ được phong độ lâu dài.
Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là Thiết Lập Thu. Người này thông minh, đỉnh ngộ, lo sự chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực. Bất cứ trong chuyện gì, người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân sẽ không có cơ hội để hãm hại. Người này cuộc đời hạnh phúc, thành công, tại đức song hành, trí tuệ hơn người. Họ may mắn được anh em, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều. Cũng là người vượn vận quý nhân, đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái. Người này tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thấy gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn. Bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, thành danh rực rỡ, có lộc về đường quan chức, được quý nhân phò trợ. Những chú trâu này gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, ta lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hưởng bình an, phúc lộc tự nhiên mà có. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này tính tình ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu. Tuy nhiên cũng có lúc người này có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Người này dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại, nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là Tiết Lập Đông, người này không cần vất vả quá nhiều, vì có tài năng bất phàm nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên, ý chí người này không cao, sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại nên không chịu vấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Đây là người điển hình của mỗi người, thích những gì an toàn và ổn định. Họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình những gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Tính cách của họ có phần cô độc, thích sống một mình, không muốn hòa mình với đám đông, cũng khó thích nghi với cuộc sống tập thể. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này có tài hoa xuất chúng, ôm nhiều lý tưởng và hoài bão, trong cuộc đời thiếu may mắn, không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội, không phải không biết nắm bắt, mà do có kẻ xấu rình rập, hãm hại, làm lỡ mất thời cơ, nên đành ôm hận. Họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch, làm gì cũng theo sắp đặt trước. Họ quan niệm rằng, chỉ có như vậy mới có thể thành công. Song với người này, chỉ có kế hoạch không vẫn chưa phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề, mà bản thân họ phải rèn luyện ý chí cho mình, kiên cường, dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ, dám làm, có vậy thì thành công sẽ tới nhanh. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trùng với Tiết Tiểu Hàn, người này phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, song mãi mà không có được thành công. Tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời, tâm cao hơn trời, nhưng mệnh mỏng, phúc mỏng, không được như ý muốn, không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Con giáp sinh vào tháng 12 âm lịch, nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn, năng kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có thế sự nghiệp mới có cơ may thành công. Quý vị thân mến, muốn học đạo đối nhân xử thế, bốn loại tâm lý sau cần phải tránh. Khi đối nhân xử thế nếu luôn mang tâm ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi, thì tự mình sẽ làm cho người khác xa lánh. Thời cổ đại, các bậc thánh hiền hay những người giác ngộ, dù có trí tuệ thâm sâu đến mấy, vẫn có thể tiếp nhận được hết thảy ý kiến phê bình, lại có thể bao dung người khác, đối nhân xử thế rất khiêm tốn đúng mực. 1. Người có tâm ngạo mạn sẽ đặt mình lên trên, tự thấy mình ưu việt hơn để mà cần nhà người khác. Với những ai địa vị thấp hơn mình hay những ai cần mình, thì người đó sẽ không chỉ trước mặt không tôn trọng mà còn thầm cười nhạo sau lưng. Nhìn vào những người có hành vi ngạo mạn, bạn sẽ thấy họ thật đáng cười chê, chỉ vì chút khả năng mà vênh váo mãi không thôi. Bản thân người như thế nếu có thể tự kiểm điểm thì cũng sẽ xấu hổ đến mức toát mồ hôi đầm đìa. 2. Người mang tâm dối trá
thì nặng nề nhất là người mà ngôn từ 10 phần uyển chuyển dễ nghe, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược, bề ngoài đối với người khác tốt đẹp, nhưng lại âm thầm đâm chọc sau lưng. Người như thế có thể trong lúc ngắn ngủi ban đầu được người khác ngưỡng mộ, nhưng qua lại đôi lần sẽ lộ rõ bản tính. Nhìn loại người dối trá này, bạn sẽ thấy cần phải tránh xa, không muốn cùng họ ở chung. Bản thân chúng ta khi nói việc dối lòng cũng sẽ mất tự nhiên, cảm thấy xấu hổ trong tâm. Vậy mà những người mang tâm dối trá lại nói nhiều quen miệng, chẳng hề thấy đỏ mặt. 3. Người có tâm đố kỵ thường nghĩ rằng mình có khả năng hơn người, vậy nên khi nghe người khác được khen thì lấy làm tức giận ghê lắm, cho rằng lời khen ấy là sai. Khi người khác có điều gì vui thì lại cảm thấy bực bội, tìm đủ lý do để chê bai ngờ vực, lấy đủ cái cớ để hạ thấp người ta. Loại người này sẽ lấy chỗ yếu của người khác làm niềm vui nhỏ nhen của mình, sử dụng ưu điểm của mình để đánh giá nhược điểm của người khác. Đối với người có tâm đố kỵ thì phần lớn cuộc đời họ sẽ chẳng tìm đâu ra được một phút bình yên, vì luôn cảm thấy bất bình trước thành công của người khác. Cuộc sống đối với họ quả là hết sức mệt mỏi. 4. Người mang tâm nghi ngờ, nghe người ta nói điều gì đó, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, kẻ ấy lại cứ mãi nghĩ rằng, người này rốt cục cười nhạo ta hả, kẻ ấy lại chế giễu ta việc gì đây. Người như thế thường là từ đó bắt đầu kết oán với người khác. Người có tài đức và kiến thức, nghe người khác giễu cợt mình thì thường hoàn toàn chẳng để tâm, như thế không phải là giảm bớt rất nhiều điều phiền não sao? Ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi đều là những chủng tâm rất xấu. Muốn học đạo đối nhân xử thế thì không chỉ cần học cái hay của người, mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.